Rồi, chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về những cái mẫu Tuvit của Correctman. Thì đây là những cái sản phẩm Tuvit tự động. Chúng ta sẽ có những cái mã hàng là 46601, 46605, 46606. Thì ở đây mình giới thiệu các bạn về cái sản phẩm là 46601. Thì chúng ta xem cái đây là ở đây là một cái nút để chúng ta có thể điều chỉnh xoay trái hoặc xoay phải, thì tùy cái nhu cầu của các bạn sử dụng. Thì ở giữa sẽ là một cái điểm dừng cho cái tua vít sẽ không có thể xoay trái hoặc xoay phải được. Thì ở điểm dừng ở giữa thì các bạn sẽ vặn giống như một tua vít bình thường. Thì các bạn nhìn thấy đối với cái tua vít 46601 này, cái khi chúng ta vặn rất là nhẹ tay và cảm giác rất là trơn trượt khi chúng ta sử dụng cho những cái tua vít. Đối với những cái sản phẩm Tuvit của Rockman này, thì đối với các mã hàng 46601 thì sẽ đi kèm theo những cái mũi vít bên trong và được đặt ở phía dưới của cái phần núm vặn, và chúng ta có thể tháo nó ra để bên trong sẽ đi kèm theo nhiều cái mũi vít. Tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn thì sẽ có những cái mũi vít đi kèm BH0, BH1, BH2 v.v. Thì đây là những cái mũi vít của Rockman, mã hàng là 46601. Thì đối với những cái cây 46601 này thì bạn sử dụng cũng rất là ok, bởi vì chúng ta sử dụng trong điều kiện bình thường thì những cây vít này sẽ rất là đáp ứng được nhu cầu cho chúng ta trong cái điều kiện sửa chữa, bảo trì, vặn tắp lô, vặn vít, vặn tủ điện vân vân. Rồi thì chúng ta sẽ xem những cái mã hàng tiếp theo, đó là một cái mã hàng của Rockman, và mã hàng này có 13 chi tiết. Toàn bộ cây Tuvit sẽ là 13 chi tiết trong một cái sản phẩm như thế này. Thì mã hàng là 46605. Thì hiện tại thì mình cũng đang giới thiệu cho các bạn xem tương đối khá là nhanh, thì để cho các bạn có cái hình dung. Còn vấn đề về chi tiết những cái Tuvit, những cái mũi vít như thế nào, thì trong cái bài viết, trong những cái phần đính kèm đường link thì mình có đi kèm theo, các bạn có thể tham khảo thêm. Thì đối với những cái Tuvit như thế này, mã hàng 46605, thì sẽ có thể là kéo dài được cái tay Tuvit ra. Còn cái phần đảo chiều thì chúng ta vặn cái phần nút vặn ở phía trên của cái màu đen thì các bạn sẽ nhìn thấy. Rồi thì ở đây các bạn nhìn thấy cái Tuvit có thể kéo dài được và có thể thu ngắn. Chính vì này tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sử dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta cần vặn con vít, những cái con ốc trong những cái khe sâu. Thì đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn đối với những cái mã hàng 46605 của Correctman này. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái sản phẩm với tay cầm trong suốt, chúng ta có thể nhìn thấy được cái mũi vít bên trong của cái sản phẩm được chứa bên trong ha. Thì đây là những cái mũi vít của Correctman, mã hàng 46605 sẽ đi kèm theo những cái mũi vít, ví dụ như là BH1, BH0, BH2, BH3, BZ0, BZ1, BZ3 ha. Và mũi vít là 3, 4, 5, 6, mũi vít dẹp. Còn các bạn nhìn đang nhìn thấy đây sẽ là một cái hình chuyển trái, chuyển phải hoặc là chuyển dừng lại vị trí giống như cái vít bình thường. Còn phần cuối của cái sản phẩm sẽ là chúng ta có thể tháo ra được, bên trong sẽ có nhiều cái mũi vít. Thì đối với cái vít 46605 này thì nó sẽ rất là thông dụng hơn so với những cái sản phẩm khác, bởi vì nó cũng có nhiều mũi vít và cái sản phẩm có thể kéo dài cái phần tua vít ra. Phần đầu của mũi vít thì các bạn nhìn thấy rất là chất lượng luôn ha. Cái tua vít này với cái màu sắc cũng như là cái cấu tạo, thì khi các bạn sử dụng và các bạn cầm tay thì mình tin là các bạn sẽ hài lòng đối với cái sản phẩm này của Correctman. Thì chúng ta cùng xem thêm cái cách mà cái mũi vít được kéo ra. Thì bằng chúng ta việc gạt cái nút màu xanh như thế này thì chúng ta phải kéo ra và khi nó khóa lại là xong, chúng ta có thể vặn giống như cái tua vít bình thường. Thì đối với sản phẩm này thì vặn cũng khá là nhẹ, thì mình rất nghĩ là rất là phù hợp cho các bạn. Rồi thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn thêm về một cái mẫu hàng, đó là tua vít tự động 46606 của Correctman. Thì ở đây mình đi khá là nhanh về cái sản phẩm, cho nên là các bạn sẽ xem cái phần mũi vít chi tiết trong những cái phần mô tả của những cái trang web mà mình có đính kèm cái link phía dưới. Thì đối với sản phẩm 46606 này thì nó sẽ không có kéo dài cái mũi vít ra được, nhưng mà bên cạnh đó thì có thêm một chức năng, đó chính là chúng ta có thể bẻ cong cái sản phẩm. Và khi chúng ta bẻ cong cái sản phẩm thì chúng ta có thể là sử dụng trong những cái điều kiện hẹp hoặc là những cái điều kiện góc chặt. Thì chính vì vậy cái sản phẩm này sẽ đáp ứng được nhu cầu đó. Và những cái phần mũi vít đi kèm thì cũng rất là nhiều, cho nên là các bạn có thể là an tâm sử dụng trong những cái
trường hợp thông dụng ha. Thì đối với những cái sản phẩm CrossMan thì mình tin là cái chất lượng luôn đem đến cho các bạn sự hài lòng. Rồi đây các bạn nhìn thấy cái sản phẩm này có một cái đầu mũi vít rất là chất lượng luôn ha. Đây khá là chất lượng, các bạn nhìn thấy cái phần mũi nối này các bạn có thể thay bằng một cái cây nối dài tùy nhu cầu các bạn. Tại vì cái sản phẩm này có cái mũi vít là 6.35 ly, nên các bạn có thể gắn vào những cái tu vít tùy cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Rồi thì các bạn nhìn thấy đây có viên bi, đây viên bi này giúp cho chặn lại cái sản phẩm tránh bị rơi rớt ra. Thì mình thấy cái thiết kế này tuy là nó hơi cạn nhưng mà vặn thì chúng ta sử dụng bằng tay nên không có sợ nó bị rơi rớt ra. Thì còn cái phần mà điều chỉnh trái phải thì bằng một cái núm vặn thế này, các bạn nhìn thấy cái mũi tên chỉ về bên trái thì chúng ta xoay theo chiều hướng trái, rồi mũi tên chỉ về ở cái điểm giữa thì chúng ta dừng lại giống như là một cái tu vít bình thường, và khi chúng ta xoay về bên phải luôn thì cái chiều hướng đổi chiều quay của mũi vít sẽ thay đổi. Đó các bạn nhìn thấy rất là rõ và rất là cụ thể ha. Thì bên cạnh đó thì các ta có thể xem cái phần bẻ cong của cái cây tu vít này bằng chúng ta gạt một cái nút màu xanh, gạt một cái nút màu đen ở phía trên thân của cây vít 46606 này. Chúng ta xoay một vòng thế này thì cây tu vít nó sẽ rơi vào cái khớp của cái sản phẩm và nó sẽ khóa lại luôn. Thì chính như vậy chúng ta sẽ sử dụng được trong cái trường hợp bẻ cong. Khi mà bẻ cong thế này nó giúp rút ngắn được cây tu vít và nó sẽ giúp chúng ta phù hợp trong những cái điều kiện hẹp hơn ha. Thì nó cũng sẽ rất là thuận lợi. Thì những cái sản phẩm CrossMan mà mình đang giới thiệu ở đây, mình nhắc lại sẽ có 3 mặt hàng: 46601, 46605 và 46606. Đi kèm theo những cái mũi vít của cây tu vít này là sẽ là những cái mũi vít của CrossMan. Thì sẽ có hai cái mũi B2 và một cái mũi vít dẹp 6 ly, và đi kèm theo là 4 cái mũi lục giác 3, 4, 5, 6 mm của CrossMan. Thì trong cái phần cái vít của CrossMan mã hàng 46606 này thì nó ít mũi vít hơn so với 46605. Thì tùy cái nhu cầu sử dụng của các bạn thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Chính vì vậy hãy xem clip, và các bạn cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube của mình. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để xem nhiều video clip cho những lần tới, và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Chào tạm biệt, chúc các bạn nhiều thành công.